cái gì đấy? Anh bảo biển số tôi, cái gì đấy? Đấy nhỉ? Đấy, đấy, đấy. Đấy, 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 đây là hai cái sản phẩm chính đấy, mang thương hiệu sản phẩm thực vùng cao của mấy thầy trò mình mọi người nhé. Thì trên tay mình đây nó là một miếng cao rắn hổ mang đấy, ở bên này nó cũng là một miếng cao chăn đấy. Thì toàn bộ chăn và rắn hổ mang đều là hàng tự nhiên anh em mình bẫy bắt được, thì anh em mình về đã nấu thành cao và đóng hút chân không một cái túi nhài mọi người nhé. Mỗi một miếng nhài sẽ là một nạng cao rắn hoặc là cao chăn. Thì cái tác dụng của cao chăn và cao rắn hổ mang này nó đặc trị về vấn đề xương khớp, đau mỏi xương khớp vai gáy và các khớp tay khớp chân như đau dây thần kinh tọa nha mọi người nhé. Thì sử dụng cái cao chăn và cao rắn hổ mang này chỉ trong vòng từ 3-5 ngày thôi là mọi người đã thấy cái kết quả của nó rất là tốt rồi đấy. Thì mọi người có nhu cầu về cao chăn cao rắn để đặc trị những bệnh về xương khớp thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình sẽ để trên màn hình của cái video ngày hôm nay. Thế còn đây là một cái sản phẩm rất là tốt, cực kỳ tốt của mấy anh em mình. Tức là đây là toàn bộ đây là lấm linh chi mọi người nhé, tức là lấm lim ấy. Cái lấm lim này thì toàn bộ là lấm lim bao tử, chứ lim này là lấm này là chưa có mũ xòe mọi người nhé. Tức là mình gọi là lôm na là lấm là mầm ấy. Thì cái hiệu quả của nó rất là tốt đấy. Nó đặc trị về các bệnh, về rất là nhiều bệnh sàng lọc những chất độc trong cơ thể con người mình. Và nó có một công dụng là ngăn ngừa tế bào ung thư được hiệu quả rất là cao đấy, các bệnh về tiểu đường, tim mạch, rồi gan, thận đều sử dụng lấm linh chi này rất là tốt. Thì mọi người có nhu cầu về lấm linh chi, cao rắn hổ mang cũng như cao chăn thì liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình nhé. Đi sát đến bão ấy, Ý kiểu gì cũng thôi. Đang mưa mọi người ạ. Biển số rơi chưa? Mà phóng nhanh thế. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Anh bảo biển số rơi, cái gì đấy? Cái gì đấy? Mấy cả. Đi kiểu gì đấy? Hồ Châu. Rắn á? Châu hay hồ gì? Đi tướng sao rồi? Anh bảo là cái biển số đang rơi mà ông lại càng phóng nhanh. Rắn gì nhá? Rắn gì? Châu á? Được, đen lao thẳng vào đây. Ui giời, xe với cộ này. Cái biển số đang đầu má mày cũng để ông trả bảo mình đi. Cứ thế từ bố tự dưng lao vào thôi. Anh Hoàng có thấy chạy đâu? Anh thấy có một cái đuôi đen chạy về hướng này thôi. Thế thì phải đi sang hướng đấy chứ. Hai ông này ngã xe trong lú rồi. Trong cuộc gọc á? Đấy, gần cuộc gọc. Cái gì vậy? Cái gì ấy? Đây rồi em ơi. Cái gì đây? Đấy chả? Đây. Đâu? Đây rồi. Đâu? Hai đuôi sao ấy? Đâu? Thấy đâu? Kia trong kia rồi. Đây. Ui, tổ gì đây? Đây. Ơ, đây. Mãng rồi, thấy không? Thấy rồi. Đây. Đâu? Đây, nhìn chưa? Đấy. Ui, đào ra nhá. Đó, cái này chứ. Mẹ nó chui ở đây luôn đi. Thế là... Anh à? Không? Cái là thế hai ông lú luôn, bảo chạy hướng nào cái gì? Cứ thế đi vào đây rồi tí mất. Xong hỏi lâu mới nhớ ra ai bảo là thấy cái đuôi con tuồng hướng thì ngã mất lát luôn. Còn đấy mình tưởng là xe kiểu gì mất phanh kiểu gì mình em thế cái biển số ấy, sắp rơi rồi ra thì đuổi theo bộ biển số rồi tôi biển số tôi biển số mình tưởng là phải nó ngủ ấy. Ngủ quên đi à? Quên. Giờ người ta gọi là ngủ quên chiến thắng ấy, cái này nguy hiểm chết lúc nào không hay đâu. Ôi giời. Nó ăn lên rồi. Ăn lên đúng không? Đây. Ui. Chui ra rồi. Ui. Mất tích luôn. Mất tích trong ơi. Mất luôn à? Đây. Đây. Đấy nó lấy cái chồng đấy cơ. Ừ. Căng thế nhỉ. Chứ mà cao bỏ đầu không ấy. Xịt bỏ đầu ấy. Mỗi tí đuôi xỏ ra thôi. Ui. Căng vào. Mất rồi. Mất luôn rồi. À còn mỗi tí đuôi nữa ấy. Thôi bây giờ cào cái đất này ra đấy.
Chỉ lấp hết lỗ không biết đường đạo đâu. Cái gì nhỉ? Đấy, thuồng thuồng cao ra đi. Đừng ấy tay vào. Tào từ cái đoạn này này. Thế là có hàng 10 nhá. Có hàng rồi. Em mình. Mấy anh Hoàn thấy nó rao lên trên khu này. Mình lại thấy ngã khu này lại xe đè lên ông Hoàn, ông Hoàn đấy thì dễ ít nhau. Thế tưởng nằm luôn. Còn chú dự thì bảo là tưởng sức ngủ quên. Chết rồi. Hôm qua là ấy cái tường là hôm qua là chờ đồ cao trông cao muộn chứ là sáng cái tướng ngủ gật. Ờ để cái đuôi đấy rồi. Đấy cái đuôi này. Sâu gỗ. Trên này này. Ủa trên đéo hai đuôi nhỉ? Vừa hai đuôi á? Ừ. Ấy đuôi ra sao? Vừa soi hai đuôi đấy. Mày đánh bung cả cái ấy ra. Con này. Tôi đánh bung cả cái ấy không về theo á. Cái này chắc chắn là không có lũ không chưa rồi. Đó. Đấy, cái chung này cái đấy. Nên nằm gọn trong đây. Thì thấy hai đuôi. Ê, một đuôi, một đuôi, một đuôi. Không. Vào, chỗ này này. Ui, mất hút. Thế thằng mẹ con bên trên trước á. Thằng thảo con bên dưới trước. Ba đuôi à? Đào, con đuôi nhìn rõ. Đào cái chữ ấy. Con ờ thì đào con ba đuôi. Hai đuôi bên này á? Ừ. Đâu? Hai đuôi bên này. Một đuôi ở đây. Đâu? Đây. Ôi trời. Đâu? Bên nào? Đây, hai đuôi đây này. Nãy. Cái này một con một đuôi này. Đấy. Thấy chưa? Đi ra. Đây, đây, cái ấy kìa. Thân nó kìa. Đấy, nó làm một cái. Đấy, kìa, đấy nhìn đi. Thân nó ở đây. Đấy. Ủa. Kìa kìa. Thò ra. Rồi. Thò ra cái mặt lợn này. Em xịn. Mày hả bưới à em ơi. Ấy dạ, ui ơi. Ui sợ. Ui sợ. Ui sợ. Ui sợ. Rồi. Ý giời. Tôi sợ đấy. Ý giời ơi. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Còn tôi có thận để nó bảnh. Có bảnh. Ui chạy luôn nào. Chạy con bò lên nào. Đấy, ngồi đây. Ui. Ui. Mồm nó toàn máu ơi. À, vừa anh thục vào. Nhưng ơi, chôn lên. Đây, anh Tuyên cầm. Cầm thì em đào nốt con này. Nhanh nhanh về. Muộn lắm rồi. Quay lên mọi người này. Con nằm đây này. Mấy con này nó nằm đây lâu lắm. Vừa là thấy một con đấy, phải không? Ba đuôi của ba đuôi. Đâu, bảo lúc đuổi đấy mà. Ừ. Lúc đuổi thấy một. Nhưng mà xong lúc trôi đây thấy hai đuôi trong đây. Nó vào trong này rồi. Đấy. Bới hết đất ra rồi. Còn túi lên, đụng con này lên. Thế đã dựng lên chưa? Đây được một con đây này, chúng ta cầm đây. Con này cũng khoảng độ cần rưỡi. Đi xa ra. Đi xa ra, cắn vào lưng à. Thằng đây. Ui. Đây rồi em ơi. Con đấy chua chua cái trong. Đấy. Này, nhìn nó nằm đây này. Mọi người nhìn cái vết nằm nó nằm đây. Nhắn thín luôn. Nhắn thín luôn này. Bóng luôn chứ. Rồi. Rắn này chúng lại trốn rét lâu rồi. Lại đã ra đi kiếm ăn. Đói ổ đông. Nó nằm ổ đông mà anh. Con ra thôi. Hôm nay trời nó cũng nó ấm ấm. Tùy từng con nó ra. Đấy. Ui giời. Rồi. Ui giời. Ui giời. Ui giời. Về chưa? Ui giời. Về chưa? Chưa thấy con lỗ à? Kéo kéo. Ui giời ơi. Ấy. Đấy. Kìa. Bọn này nó. Túi. Thế còn một đuôi đây nữa nhỉ. Đây đây, nó nằm rất là bỗng luôn.
Luôn cuồn khắp nơi. Ui giời. Ui. Thấy rồi. Ui. Lao vào đây. Lao đi đâu? Đấy. Đâu đuôi đâu? Chưa thấy. Phải vừa thấy cái đuôi của đấy không? Ừ. Nó ăn xong rồi đấy à? Ăn xong cái này. Tao uống mẹ từ trên luôn. Nhưng mà nhìn thấy đuôi nó chưa đấy chưa? Chưa ở đây rồi. Chưa ở đây hay là bên dưới? Chưa ở đây. Đây nó trên lỗ lỗ cái kìa. Nó còn mềm mềm đấy. Nó nằm quá đẹp luôn nhỉ. Trên này thì mềm mềm. Úi giời. Bảo ngay cái gốc đấy. Gốc cả nó bảo gốc keo anh Chuyên. Với cho chơi thôi. Hai anh em nhé. Cứ mọi em trong này rất là to. Còn luôn. Hàng hị luôn. Như đang đang chú ấy vừa phát hiện ra chú đằng kia. Đấy, đấy. Khu đấy. Thấy không? Đấy, khu gốc gốc ấy. Đào sâu nữa. Rất là mệt mỏi. Tìm được con hàng. Nữa. Đấy. Đấy không? Con lỗ. Lỗ. Nãy thấy ba đuôi nhưng mà. Ba đuôi này. Khoảng nó ở bên đầu bên này. Mọi người nhá. Thì cái video này của anh em mình cũng khá là dài. Thì anh em mình sẽ tiếp tục thay nhau để đào. Còn để tìm hết cái những cái lỗ ngách này. Thì một con ở dưới này tí anh em mình phát hiện thì mình quay tiếp cho người xem nhá. Mọi người xem video nhớ like cái kênh của mình cũng như các anh trong team người nhá. Chào cả người nhá. Chào mọi người nhá. Chào mọi người nhá.